Âm thanh khiến tất cả những người chứng kiến được một phen khiếp vía. Tôi khuỵu chân, đổ ập hai đầu gối xuống mặt đường, thẳng thốt xoay người nhìn lại. Mọi thứ trước mắt nhòe đi, những hình ảnh trong con hẻm gần một trường trung học lại ùa về. Chạy đi Như Tuyết, tớ không thể bỏ cậu lại được. Cậu đi gọi cô giáo nhanh đi, tớ không sao đâu. Nhớ bọn nó đánh cậu bị thương thì sao? Tớ đánh nhau giỏi lắm, nhưng mà... Như Tuyết bị đám học sinh cá biệt trường bên chặn đường đánh. Tôi giục mãi mới chịu chạy đi gọi giáo viên. Học kỳ năm đó, tôi vì Như Tuyết đánh nhau gãy tay. Hiện tại, Như Tuyết vừa cứu tôi hai mạng. Bố hy vọng chúng tôi có thể buông bỏ thù hận. Có lẽ giờ phút này, trong lòng tôi đã buông bỏ được rồi. Hai chiếc xe tông trực diện vào nhau, tạo nên âm thanh rất lớn. Lúc này mới có người chạy tới đỡ tôi vào lề. Như Tuyết đã ngất, cú tông lúc nãy rõ ràng là nhắm vào tôi. Người muốn tôi biến mất chỉ có duy nhất Thành Dương. Chặn chiếc xe đó lại. Là cố tình rồi. Tôi thấy chiếc xe đó cố tình tông vào cô gái này. Đám đông dần trở nên ồn ào. Người phụ nữ đang đỡ tôi đã gọi cấp cứu. Khải Phú mở cửa xe lật đật chạy xuống, nhìn tôi xác nhận không bị thương gì nghiêm trọng, nên cùng với mọi người xuống tới, giật cửa lôi người cầm lái chiếc ô tô màu trắng kia ra. Quả nhiên là Thành Dương. Trước sau đều bị chặn, nên anh ta không thể tẩu thoát thành công. Khải Phú liều lĩnh tông vào xe để ngăn anh ta lại. Thành Dương bị lôi xuống với bộ dạng lảo đảo, quá đông người vây quanh, sự phản kháng chỉ là vô dụng. Có người tưởng anh ta say, nên khi nhìn thấy vẻ mặt vô cùng tỉnh táo của Thành Dương lại càng chỉ trích lên án thêm. Cháu gái đang bị thương, nhưng anh ta không hề quan tâm. Bất hạnh của Như Tuyết là có một người mẹ và một người cậu khốn nạn không ra gì. Lần đầu tiên, tôi thấy Khải Phú không giữ được bình tĩnh đánh người. Thành Dương bị đánh vẫn cười ngạo mạn nói chuyện thách thức. Tôi từng cứu cậu một mạng, cậu đang trả ơn tôi như thế sao? Tôi sẽ trả ơn bằng cách tống anh vào tù. Cô ta còn chưa chết, sao tôi có thể vào tù được? Thành Dương nhìn tôi cười khẩy. Năm xưa tôi bị mù mắt mới đi thích anh ta, một người dã tâm và độc ác. Đến lúc sắp sửa đối diện với những việc xấu xa mà mình đã làm, anh ta vẫn không biết sợ là gì. Tôi thấy căm phẫn thay cho Như Tuyết, buồn thay khi mang tiếng người thân với loại người máu lạnh vô tình. Cái loại coi trời bằng vung này phải ăn cơm tù mới xứng đáng, không coi pháp luật ra gì. Đúng đấy, phải bắt bỏ tù mọt gông. Các người biết gì mà nói. Xem cậu ta kìa, thái độ kiểu gì thế hả? Những người chứng kiến từ đầu đến cuối rất phẫn nộ, mắng chửi lên án giữ Thành Dương lại đợi công an tới. Khải Phú sốt sắng chạy tới chỗ tôi, hai đầu gối bị chảy rớm máu, cổ chân đau nhức. Tôi lo lắng nhất là bé con trong bụng, nhưng tình hình của Như Tuyết cũng rất nghiêm trọng. Chúng ta tới bệnh viện thôi. Tôi nén đau, đẩy vai Khải Phú giục. Giúp em xem tình hình của Như Tuyết thế nào đi, cô ta cứu em nên mới bị thương. Xe cấp cứu cũng vừa tới. Khải Phú cùng với y tá đỡ Như Tuyết lên băng ca rồi đưa tôi tới bệnh viện. Như Tuyết mất khá nhiều máu nên đã hôn mê. Trong lúc nguy cấp nhất, cô ta không màng nguy hiểm cứu tôi. Trong lòng vừa cầu nguyện cho bé con và Như Tuyết đều bình an vô sự. Mình nhìn đâu, con bé sao rồi? Em ấy đang siêu âm ạ. Tôi ở trong phòng siêu âm, nghe giọng của mẹ Khải Phú bên ngoài. Mọi người lo lắng có mặt hết ở bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra không thấy kết quả có gì bất thường, dặn tôi trong mấy ngày tới hạn chế vận động mạnh. Bên ngoài phòng siêu âm có bố mẹ Khải Phú, Tâm Nhiên, vợ chồng dì Trinh và Đình Lân, nét mặt ai cũng căng thẳng. Bác sĩ nói thế nào, em bé có sao không con? Em bé không sao ạ, Khải Phú đâu rồi bác? Công an vừa tìm nó lấy lời khai rồi, chân con có đi được không? Mau đỡ chị con đi. Nghĩ tới Như Tuyết đang một mình trong phòng phẫu thuật không ai quan tâm, tôi bảo Đình Lân đỡ mình sang đó. Bây giờ Phong Vũ sáng mắt ra rồi, để xem anh ta còn bênh người tình của mình được nữa hay không. Con về với Lan Vi đi, để con bé ở nhà mẹ không yên tâm lắm đâu. Tâm Nghiên không dẫn Lan Vi tới bệnh viện mà để con bé ở nhà với giúp việc. Tôi không sao nên chị ấy về trước. Khải Phú một lúc sau cũng quay lại. Tôi bảo anh đi kiểm tra. Lúc anh tông xe chặn đường Thành Dương, tôi sợ cổ tay hay chỗ nào đó trên người anh bị thương. Cậu ta quá độc ác, sao có thể hại cháu mình ra nông nỗi như vậy? Bác gái thở dài ngao ngán. Dì Trinh bức xúc nói thêm vào. Chị gái cậu ta cũng chẳng ra gì. Năm xưa mẹ con Minh Yên bị lừa trắng trợn, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, còn ngang nhiên mua nhà ở kế bên làm hàng xóm. Vụ hối lộ của mẹ Như Tuyết vẫn chưa xét xử nhỉ? Hình như cũng sắp rồi. Mẹ và cậu đều ngồi tù, Như Tuyết không biết sửa đổi, kết cục cũng giống vậy thôi. Ở đây chắc chỉ có mình tôi tin Như Tuyết đã biết ân hận. Khải Phú bị gãy xương bàn tay, nhưng khi tôi bảo đi kiểm tra, luôn miệng nói không sao. Bác sĩ đã nẹp cố định lại, anh sợ tôi lo nói dối, chỉ nứt xương không có gì đáng ngại.
Ca phẫu thuật gần 5 giờ chiều mới kết thúc. Trong vòng mấy ngày liên tiếp, Như Tuyết cùng lúc gặp phải hai chấn thương nên sức khỏe giảm sút khá nhiều, cũng may phần đầu không bị chấn thương nặng. Đến tối Như Tuyết cũng tỉnh, tôi vào gặp cô ta, chưa thể nói chuyện nhiều nên dặn Như Tuyết yên tâm tịnh dưỡng, tôi sẽ giúp cô ta bán tài sản lấy tiền sang nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ. Đình Lân trêu tôi từ lợn lành thành lợn què, dì Trinh nghe được mắng cho một trận. Khải Phú xin dì Trinh ở lại bên này, đợi đến cuối tuần đưa tôi đi chơi. Thành Dương bị bắt là điều ai cũng mong chờ, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, không còn bất an lo sợ có kẻ rình rập xung quanh mình. Hai đầu gối tôi về tới nhà mới bắt đầu đau nhức hơn, làm tôi nửa đêm trực giấc mấy lần. Khải Phú cũng không ngủ được, sợ đụng trúng chân tôi nên nằm sát mép giường. Anh ngồi dậy nhỏ giọng hỏi, chân em đau à? Hơi đau một chút, sao anh chưa ngủ? Anh chưa buồn ngủ, đưa chân anh xem. Khải Phú ngồi nhích tới, đem chân tôi đặt lên đùi. Lúc chiều tôi mặc váy, gối bị đập xuống đường chảy một mảng lớn nhìn rất ghê. Nhưng như thế này là may mắn lắm rồi, Như Tuyết cứu tôi mà thương tích đầy mình. Anh xin lỗi vì đã tới trễ. Lúc Đình Lân gọi, anh đang trên đường đến đó, nhưng không nghĩ Thành Dương lại nhanh hơn một bước. Em cũng không nghĩ là anh ta ngang nhiên tới mức gây tai nạn ngay trên đường phố đâu. Như Tuyết phản ứng nhanh đẩy em ra, nếu không người ở bệnh viện bây giờ là em rồi. Tôi nằm hưởng thụ cảm giác thoải mái khi được Khải Phú xoa bóp chân. Anh có biết công ty môi giới bất động sản nào uy tín không? Như Tuyết nhờ em bán giúp một số bất động sản bố để lại. Anh có quen biết người làm bên môi giới? Như Tuyết định rời khỏi đây à? Vâng, Như Tuyết nói với em là muốn sang nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ, cần chi phí rất cao. Căn biệt thự cũng giao bán rồi nhưng chưa có người mua. Em ở nhà nghỉ ngơi cho chân khỏe hẳn đi, mấy việc đó để anh giải quyết cho. Chuyện gì cũng đến tay anh như vậy, em thấy áy náy quá. Anh đã làm được gì cho em đâu? Sao lại không? Anh bỏ hết công việc, tìm chứng cứ phạm tội của Thành Dương để bảo vệ em còn gì. Khải Phú cười trừ, tiếp tục bóp chân cho tôi. Nằm một lát tôi muốn đi vệ sinh, anh thật sự xem hai chân tôi sắp không đi được nữa rồi. Từ giường đến nhà vệ sinh cũng đòi bế. Mỹ phẩm của anh còn nhiều hơn cả em đấy. Anh đem theo thôi, chứ không thường xuyên dùng đâu. Anh đổi dầu gội à? Ừ. Dùng lại cũ đi, em thích mùi kia hơn. Anh hết tiền mua dầu gội rồi, em mua cho anh đi. Ai nghe còn tưởng là anh nghèo thật cơ ấy. Tháng này anh nghỉ nhiều, lương chẳng còn bao nhiêu. Không đủ để mua nổi một chai dầu gội sao? Tôi ở trong nhà vệ sinh, còn Khải Phú đứng ngoài cửa, nửa đêm rồi chưa chịu ngủ, bàn về chai dầu gội. Đình Lân theo dõi Thành Dương mấy ngày liên tục nên uể oải, mọi người ăn sáng hết rồi, nó vẫn còn ngủ tới tận trưa mới dậy. Tôi không tới công ty, nằm ở nhà chán quá, định rủ Đình Lân tới bệnh viện thăm Như Tuyết. Chị dậy sớm thế? 11 giờ rồi, phải hỏi sao em dậy trễ mới đúng. Đưa chị tới bệnh viện đi. Đợi em ăn sáng đã. Ừ, tối em dẫn Tuệ Anh về chơi, chị nói với dì rồi, có bố mẹ Khải Phú nữa. Chị định kết hôn trong năm nay à? Chị cũng chưa biết, Khải Phú còn chưa cầu hôn chị cơ. Đình Lân đang ăn chép miệng. Phụ nữ sao phức tạp thế? Em tưởng cứ vậy rồi kết hôn thôi, phải cầu hôn nữa à? Tất nhiên. Sau này em muốn tiến tới với Tuệ Anh cũng vậy, phải cầu hôn đàng hoàng vào. Đó là sự trân trọng, nghiêm túc mà người phụ nữ nào cũng muốn có khi tiến tới hôn nhân. Để em nói với anh Phú. Em nói chị giận đấy. Tôi muốn thử xem Khải Phú có phải là người lãng mạn hay không. Trong đầu đã nghĩ đến một màn cầu hôn trước sự chứng kiến của nhiều người. Không cần nhẫn kim cương đắt tiền hay một nơi tổ chức hoành tráng, chỉ cần Khải Phú ngỏ lời, tôi sẽ ngay lập tức đồng ý. Người ta đã chủ động muốn nói gả cho anh rồi, còn không mau chớp lấy thời cơ thì đợi đến khi nào nữa? Điện thoại của chị đang reo kìa. Màn cầu hôn ngắn ngủi tôi đang mừng tượng trong đầu bị câu nói của Đình Lân cắt đứt. Thấy tôi vẫn ngồi thử ra chưa nghe máy, Đình Lân thắc mắc. Ai gọi chị thế? Phong Vũ. Thành Dương đã bị bắt rồi, không biết Phong Vũ có thay anh ta trả thù tôi tiếp không. Tự dưng gọi điện thoại tôi hơi bất ngờ. Đình Lân bảo tôi mở loa ngoài cho nó cùng nghe. Tôi muốn gặp cô bây giờ. Có chuyện gì không? Liên quan tới Lan Vi. Anh có thể nói qua điện thoại. Phong Vũ thẳng thắn đưa ra đề nghị. Nếu cô thuyết phục được Tâm Nhiên để Lan Vi gặp tôi như trước, tôi có thể đáp ứng một yêu cầu của cô. Bây giờ anh mới nhận ra mình có một đứa con gái không phải muộn rồi sao? Phải đợi tới khi Thành Dương bị bắt, anh ta mới nhớ đến Lan Vi. Sức ảnh hưởng của Thành Dương với Phong Vũ đúng là lớn thật. Khi nào xung quanh anh hết nguy hiểm, Tâm Nhiên sẽ tự động để con bé gặp anh thôi. Thành Dương đã bị bắt, nhưng tòa vẫn chưa kết tội. Biết đâu lại có người dùng tiền thuê luật sư bào chữa cho anh ta thì sao? Giữa chúng tôi đã không còn gì nữa. Tôi thật lòng muốn hàn gắn với Lan Vi. Anh yên tâm,
Có thật hay không, Tâm Nghiên có thể nhìn thấy. Tôi cũng không có yêu cầu gì cần anh đáp ứng cả. Bảo vệ con bé là điều mà một người bố như anh phải làm. Tôi vừa cúp máy đã nghe Đình Lân mỉa mai. Anh ta buồn cười thật đấy. Lan Vi không phải là món đồ chơi. Lúc nào anh ta thích thì cần mà không thích thì vứt. Phong Vũ chẳng phải người bố tốt, vì trong lúc Lan Vi cần bảo vệ, anh ta lại chọn đứng về phía Thành Dương. Điều này khiến Tâm Nghiên thất vọng vô cùng. Chị ấy đã cho Phong Vũ một cơ hội lựa chọn. Với tính cách của Tâm Nghiên, tôi không nghĩ anh ta còn có cơ hội thứ hai. Đình Lân lái xe đưa tôi tới bệnh viện. Họ hàng của Như Tuyết chắc đã nghe tin tức rồi, nhưng cô ta nằm viện không một ai tới thăm. Sợ người khác nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của mình, lúc nào Như Tuyết cũng đeo khẩu trang che kín mặt, bí bách rất khó chịu. Cô đến gặp tôi thế này, Khải Phú không nói gì sao? Tôi muốn gặp ai anh ấy không can thiệp, cô cảm thấy sao rồi? Lúc nãy bác sĩ kiểm tra lại, có thể tuần sau tôi mới xuất viện. Nằm thêm vài ngày, đợi vết thương ổn hơn, rồi sang Hàn Quốc điều trị, nên thuê một điều dưỡng đi chung với cô, chi phí ăn ở đi lại cho đến khi bình phục, tôi sẽ trả. Chúng ta giống như trở về mười mấy năm trước nhỉ? Nếu được trở về, tôi nhất định không sống như thế này đâu. Tinh thần Như Tuyết từ sau vụ tạt axit đã có dấu hiệu bất ổn, nói được mấy câu liền nghẹn ngào khóc. Tôi không dám nhìn vào khuôn mặt đằng sau lớp khẩu trang, thực sự quá đả kích. Dù có phẫu thuật bao nhiêu lần đi nữa, nhưng để lấy lại được khuôn mặt xinh đẹp trước kia là điều không thể nào với Như Tuyết. Ân tình tôi nợ cô, khi nào có cơ hội, tôi nhất định sẽ trả. Cô cứu tôi hai mạng, coi như đã trả xong rồi, chúng ta không ai nợ ai. Cô đang mang thai sao? Phải. Chúc mừng hai người. Đôi mắt đờ đẫn của Như Tuyết lóe lên ý cười, nhưng nhanh chóng biến mất, bàn tay run rẩy đặt lên bụng. Tôi cũng từng mang thai đấy, nhưng đứa bé... Quên hết những câu chuyện ở đây đi, cô vẫn còn cơ hội làm lại cuộc đời. Minh Yên, cô đừng đối xử với tôi như vậy, tôi không dám nhận đâu. Tôi cũng không phải người rộng lượng gì, nhưng Như Tuyết đã thành ra như vậy, tôi còn tính toán từng món nợ năm xưa thì quá hẹp hòi. Đình Lân đứng bên ngoài đợi lâu nên gọi, nó vẫn không tin Như Tuyết đã thay đổi, giọng điệu nhắc nhở tôi giống hệt dì Trinh. Cả nhà cô ta đều có thiên phú diễn xuất, chị không sợ bị lừa lần nữa à? Lần này chị có niềm tin vào Như Tuyết, hy vọng là chị không đặt niềm tin sai chỗ. Buổi tối, bố mẹ Khải Phú mới sang, nhưng dì Trinh đã dặn giúp việc chuẩn bị xong mọi thứ. Tuệ Anh qua sớm khách sáo đem theo một giỏ hoa quả, con bé đang chăm chỉ ôn thi đại học. Dù muộn hơn bạn bè cùng trang lứa, nhưng Tuệ Anh sẵn sàng thay đổi để dì Trinh chấp nhận, đủ thấy con bé nghiêm túc với tình cảm của mình thế nào. Đình Lân có bạn gái cũng chín chắn hơn, những mặt thay đổi tích cực từ hai đứa đáng được ủng hộ. Tôi kéo ghế ngồi ở ban công hóng gió sẵn đợi Khải Phú về. Tuệ Anh gọt trái cây đem lên phòng tôi, nhìn chùm nho căng mọng, tôi lại nhớ tới buổi đi dã ngoại với Lan Vi. Khải Phú hái cho tôi một giỏ nho còn xanh, bỏ phí chẳng ăn được. Hứa hẹn mấy lần dạy anh bơi, nhưng chưa có thời gian. Tuệ Anh có vẻ háo hức với chuyến đi biển vào cuối tuần. Biển ở đó đẹp lắm không chị? Đẹp lắm, nước xanh trong vắt, biển cũng rất sạch nữa. Em đem theo mấy bộ maxi chụp ảnh đẹp hết ý. Anh Lân chụp ảnh đẹp lắm ấy, bạn em ai cũng khen, anh ấy cũng rất kiên nhẫn nữa, em muốn chụp bao nhiêu cũng không cau có. Thế à, chị không nghĩ Đình Lân biết tán gái đâu. Lúc nó bảo đang quen em, chị còn tưởng nó nói đùa đấy. Tuệ Anh cười mỉm, khuôn mặt xinh đẹp theo kiểu trẻ trung hiện đại như mấy hot girl trên mạng. Biết cách ăn mặc nên nhìn con bé khá sành điệu, trả bù cho Đình Lân cứ như mọt sách. Thật ra em là người theo đuổi anh Lân trước, anh ấy rất nhát. Bọn em gặp lần đầu tiên ở quán bar, anh ấy đi sinh nhật bạn, nhưng uống soda chứ không uống bia, ngồi cả buổi không thèm nhìn đến bàn DJ một lần. Em theo đuổi nó chắc là phải bỏ nhiều công sức lắm nhỉ? Vâng, em chủ động xin số điện thoại rồi nhắn tin. Anh ấy xem nhưng một tuần vẫn không trả lời, vậy nên em mới quyết tâm cơ đổ cho bằng được, cho bỏ ghét. Sao giống Khải Phú thế? Anh ấy từng bơ tin nhắn của chị không thèm xem kìa. Anh Phú đổ chị vậy là nhanh rồi. Em tận 3 tháng mới hẹn được anh Lân đi chơi đấy. Đã vậy, hôm đó trời còn mưa, em đợi hơn nửa tiếng anh ấy mới đến. Hai đứa không biết đi đâu. Cuối cùng anh ấy dẫn em đi ăn lòng lợn nướng, hại em tối đó đau bụng nguyên cả đêm. Về khoản lãng mạn, Đình Lân hơi kém, nhưng chị thấy nó đã xác định quen ai, sẽ rất nghiêm túc đấy. Điều này Tuệ Anh đồng ý với tôi. Sự phản đối của dì Trinh đối với Đình Lân cũng vô dụng. Nó dám tuyên bố sẽ không chia tay, dù ai phản đối cũng vậy. Tôi thì không dám mạnh miệng như thế trước mặt dì Trinh. Tôi sợ dì ấy còn hơn cả mẹ. Xe Khải Phú vừa dừng trước cổng, giúp việc chưa ra mở, anh đã tự xuống xe mở cổng thành thục như ở nhà mình. Tôi ngồi ở ban công nhìn xuống,
vóc dáng đĩnh đạc phong độ từ trong xe bước ra khiến tim tôi đập loạn xạ dù đã nhìn quen. Dennis bảo Khải Phú khó gần, mặt mũi lúc nào cũng như bị ai chọc giận, còn anh chê người ta èo là không nam tính. Những người mới tiếp xúc sẽ thấy Khải Phú khó gần thật, nhưng từ đầu tôi đã không giữ khoảng cách với anh rồi. Tôi cũng quen với vẻ mặt lạnh nhạt và thái độ xa cách nên thấy bình thường. Em xuống dưới trước nhé. Ừ. Tuệ Anh thấy Khải Phú về, tinh ý không quấy rầy, tay anh vẫn chưa khỏi đã lái xe. Tôi định chở anh lên phòng sẽ cảm giảm về chuyện này. Phía sau vang lên giọng nói tỉnh bơ. Em đang ăn gì thế? Trái cây Tuệ Anh đem tới, anh ăn không? Nho ngọt lắm. Khải Phú há miệng đợi tôi đút, vẻ mặt rất hưởng thụ, gật đầu tấm tắc. Ngọt thật. Tay anh khỏi rồi à? Sợ tôi không tin, Khải Phú giơ tay lên xoay xoay. Em xem, anh cử động bình thường được rồi này. Anh giỏi hơn cả bác sĩ rồi đấy. Tự đoán bệnh rồi tự tháo nẹp. Nếu cảm thấy vướng víu quá không lái xe được, thì anh đi taxi không được sao? Bộ anh không đủ tiền đi taxi luôn hả? Khải Phú đem hai trái nho nhét vào miệng, giả vờ đang bận ăn nên không thể trả lời. Mấy trò trẻ con này anh là người giỏi nhất, tôi tự mắng xong tự nghe. Thứ gì đây? Lương tháng này của anh đấy, tặng em. Trên giường có một chiếc hộp vuông bằng nhung màu xanh đậm, tôi đoán là trang sức. Đang dỗi nhưng được tặng quà nên dịu lại đôi chút, miễn cưỡng cầm lên xem. Một sợi dây chuyền có mặt hình trái tim đính đá lấp lánh khá bắt mắt, kiểu dáng cũng đơn giản không rườm rà. Khải Phú chống một tay lên tường, đứng bắt chéo chân mỉm cười, cho rằng tôi sẽ thích. Dáng vẻ tự tin của anh rất ngứa mắt. Em thích không? Cũng tạm. Anh đeo cho nhé. Em tự đeo được, tay anh đang đau cơ mà. Tôi cầm chiếc hộp đi tới bàn trang điểm, ướm thử sợi dây chuyền lên cổ rồi tự đeo. Khải Phú hắng giọng đứng phía sau ôm tôi, ghé vào tai thì thầm hỏi. Em vẫn còn giận sao? Trong ví em có tiền, anh hết thì lấy mà dùng. Ăn tối xong, anh đến bệnh viện nẹp tay lại, em đừng có giận nữa. Em không giận, vết thương của anh thế nào anh tự biết. Đâu phải vì em giận nên anh mới quan tâm tới. Tay của anh chứ không phải của em đâu. Vậy thì em cười lên một xíu được không? Em đang tăng cân, cơ mặt căng cười không nổi. Anh không thấy chỗ nào tăng cả. Tay anh đang đặt ở đâu đấy? Tôi định đánh vào bàn tay đang sờ mó lung tung, nhưng sợ Khải Phú đau, thế là anh được nước làm tới, len lỏi cho tay vào trong áo. Anh đi tắm đi, bố mẹ sắp tới rồi. Ừ. 5 phút sau, Khải Phú vẫn trơ trơ ôm tôi không buông. Trong gương, hai gò má của tôi ửng đỏ, mắt mơ màng nhìn người đàn ông phía sau, đang trêu chọc những điểm mẫn cảm trên người mình. Khải Phú càng ngày càng không biết sợ, cắn nhẹ lên vành tai của tôi, thở vào một hơi, làm hai chân của tôi buồn rủn. Anh vẫn chưa khóa cửa đâu. Buông em ra, Đình Lân có thể lên đấy. Trong phòng đang yên tĩnh, loáng thoáng nghe được âm thanh mờ ám, Khải Phú vén tóc tôi ra, sau liên tục hôn lên xương quai xanh, khóa váy cũng bị anh kéo trễ xuống lúc nào không hay. Còn giận anh nữa không? Tôi chống một tay xuống bàn muốn né tránh, nhưng Khải Phú chưa nghe được câu trả lời, giở thói lưu manh kéo tôi hôn môi. Mới đầu tôi còn ậm ừ phản kháng, nhưng tránh sao nổi mánh khóe trêu chọc của người đàn ông này. Giận dỗi trước đó biến mất, chẳng còn sót lại một mảnh. Chị, bố mẹ anh Phú đến rồi. Từ bàn trang điểm tới cửa tính bằng đôi chân dài của Khải Phú chưa tới 5 bước, tôi nuốt nước bọt mắc nghẹn ho khan. Cũng may Đình Lân có ý tứ không xông vào phòng, nếu không phải đào cái hố chui xuống. Khải Phú còn cười được thay tôi lên tiếng. Anh chị xuống ngay. Vâng. Anh chỉnh lại áo cho tôi ngả ngớn hỏi. Hết giận anh nhé. Anh còn không mau đi tắm đi. Em vẫn chưa trả lời. Hết rồi, anh mau đi đi. Khải Phú vào nhà vệ sinh rồi nhờ tôi lấy giùm quần áo. Tôi lấy đại cho anh một bộ rồi xuống nhà trước. Dì Trinh và bác gái nói chuyện rất hợp. Tôi xuống đúng lúc nghe mọi người bàn tới chuyện đám cưới. Tôi còn chưa nhận được lời cầu hôn, đã chọn được ngày lành tháng tốt gả đi luôn rồi. Bác gái tinh mắt, lúc nói chuyện nhìn vào cổ tôi. Khải Phú tắm xong được gọi ra một góc. Tôi nghe mẹ anh cằn nhằn. Bác sĩ dặn Minh Yên hạn chế vận động mạnh. Con không nhịn được cũng phải nhịn chứ. Nhỡ làm ảnh hưởng tới em bé thì sao? Tối nay con về nhà cho mẹ. Con đương nhiên biết, con chỉ... Dì Minh Yên là người kỹ tính. Con làm bậy, người ta không cưới thì khổ cho. Không nói nhiều nữa, tối nay con về nhà ngủ. Đã làm bố rồi phải chú ý. Minh Yên đang khó chịu, con cũng đòi hỏi, thật nói hết nổi. Tôi nấp phía sau nghe lén, cười thầm trong bụng. Mặt Khải Phú lúc này chắc đen như nhọn nồi. Tôi không còn bố mẹ, nên chuyện kết hôn dì Dượng đứng ra làm chủ. Dì Trinh không yêu cầu đám cưới phải tổ chức linh đình hay như thế nào cả. Cả tôi và Khải Phú đều có công việc riêng. Điều dì ấy muốn là bố mẹ Khải Phú nhìn thấy tôi không dựa dẫm hay ăn bám vào con trai của họ. Của hồi môn, dì Trinh cho tôi khi kết hôn làm tôi sững sờ. Biết dì Dượng thương mình
nhưng không nghĩ lại nhiều như vậy. Dì Trinh nói không để tôi thua kém ai, tôi hạnh phúc, dì Dượng cũng nở mày nở mặt. Tối đó, bác gái nằng nặc bắt Khải Phú phải về, vali quần áo anh còn để lại bên này. Tôi chỉ nghỉ một ngày, hôm sau tới công ty, sắp đến cuối tuần rồi, trước khi đi chơi mấy ngày tôi phải xử lý cho xong công việc tồn đọng. Minh Yên, em có đến đón Lan Vi không? Con bé đang ở với em đúng chứ? Không ạ, em đang ở công ty, sao vậy chị? Cô giáo nói Lan Vi được người thân đón về rồi, nhưng bố mẹ chị và Khải Phú đều không đón nó. Chị gọi Phong Vũ chưa ạ? Chị gọi rồi nhưng anh ta không nghe máy. Tâm Nghiên sốt ruột tìm con gái, ngoài Phong Vũ ra, chẳng có ai tự ý đưa con bé đi mà không nói với Tâm Nghiên cả. Phong Vũ không có ở công ty, Tâm Nghiên sốt ruột đòi báo cảnh sát, dù biết anh ta sẽ không làm hại con bé, nhưng để cảnh cáo lần sau Phong Vũ không làm như vậy nữa, Tâm Nghiên đã báo cảnh sát con gái bị bắt cóc thật. Gia đình Phong Vũ rất giàu, ngoài cuộc hôn nhân đổ vỡ với Tâm Nghiên ra, anh ta không có tin đồn tình ái với những cô gái khác. Bản tính Phong Vũ cũng là người thích chơi bời phong lưu, chẳng qua khi Thành Dương chưa bị bắt, quản lý quá chặt nên chẳng có tin đồn nào lọt ra ngoài. Cô Nghiên, Phong Vũ đâu? Tôi cần gặp anh ta. Cậu Vũ không có nhà thôi cô. Thím đừng có lừa tôi, anh ta bắt cóc Lan Vi rồi định trốn cả đời ư? Biết điều thì nhanh trả con bé lại cho tôi. Cậu Vũ thật sự không có ở nhà. Giúp việc khó xử giải thích, nhưng Tâm Nghiên không có đủ bình tĩnh để nghe, nằng nặc đòi xông vào. Tôi đi cùng với Tâm Nghiên, chuyện này Khải Phú chưa biết. Thư ký nói anh đang trong cuộc họp, chưa dự kiến khi nào mới kết thúc. Có chuyện gì vậy? Mẹ Phong Vũ hoang mang khi con dâu cũ đường đột tới với thái độ tức giận. Tâm Nghiên như đang ngồi trên đống lửa, chưa tìm được Lan Vi, tinh thần của chị ấy căng như dây đàn, nói chuyện không nhún nhường một ai. Phong Vũ bắt cóc Lan Vi, cháu đã báo cảnh sát rồi. Cái gì cơ? Nó bắt cóc Lan Vi làm gì? Nó đưa con bé đi chơi hay đi đâu đó thôi, con đừng có hiểu lầm. Con trai bác không đem Lan Vi về đây cho cháu, sau này anh ta đừng hòng gặp con bé nữa. Con bình tĩnh, để bác gọi cho Phong Vũ, có chuyện gì từ từ giải quyết, đừng làm quá lên như vậy Tâm Nghiên à. Anh ta tự ý đến trường đón con bé đi, không nói với cháu một tiếng. Bác còn bảo cháu làm quá, điện thoại cũng không nghe máy. Ngộ nhỡ Lan Vi xảy ra chuyện gì, bác có đền cho cháu một đứa con gái được không? Phong Vũ đã tắt điện thoại nên không ai gọi được. Mẹ anh ta bắt đầu sốt vó, gọi hỏi thư ký mới biết Phong Vũ đã hủy hết lịch trình trong 2 ngày tới. Anh ta có ý định đưa Lan Vi đi đâu đó. Phong Vũ nhớ Lan Vi quá nên đưa con bé đi chơi thôi, không phải bắt cóc đâu, có khi điện thoại nó hết pin. Tâm trí của Tâm Nghiên lúc này chẳng nghe lọt tai mấy câu nói đỡ đó. Chị ấy không thể bình tĩnh lái xe nên nhờ tôi đưa đến trường học gặp cô giáo. Tôi sực nhớ ra hỏi. Chị nói Lan Vi từng bị Phong Vũ bắt cóc, đưa đến chỗ cô họ của anh ta. Chỗ đó có xa không chị? Phải rồi, chúng ta tới đó đi. Em qua hết đèn đỏ thì rẽ phải. Nhà cô họ anh ta ở ngoại thành, đường đi hơi xa. Chị có làm phiền em quá không Minh Yên? Không sao ạ, an toàn của Lan Vi là trên hết. Chúng tôi đang trên đường, gần tới nhà cô họ Phong Vũ thì Khải Phú gọi. Anh bảo tôi lái xe chậm lại, đoạn đường ra ngoại thành đang thi công rất khó đi. Chị nhớ ở đâu gần đoạn này? Chỉ tới một lần nên Tâm Nghiên không nhớ chắc chắn là nhà nào. Phía trước có tấm biển gỗ cho thuê căn hộ. Tôi tấp xe vào, định cùng với Tâm Nghiên xuống hỏi người dân xung quanh thì chợt nhìn thấy một chiếc Porsche màu đen biển số rất đẹp. Người có tiền mới sở hữu được biển số như vậy. Chị, kia có phải là xe của Phong Vũ không? Phải rồi. Tâm Nghiên lật đật mở tung cánh cửa khép hờ chạy vào trong. Nguyên căn hộ này thiết kế theo kiểu villa đang cho thuê, không có nhân viên nhưng có một người phụ nữ trung niên đang bưng khay đồ ăn từ trong nhà đi ra, hoang mang hỏi. Hai cô là... Lan Vi, Lan Vi! Đã xác định được chiếc xe kia là của Phong Vũ, rồi chúng tôi không giải thích gì, chạy thẳng vào trong nhà. Lan Vi mặc một bộ váy màu hồng lấm lem phấn, tay cầm màu vẽ đang ngồi dưới sàn. Phong Vũ ngơ ngác ngẩng mặt lên, biểu cảm không hiểu chuyện gì. Mẹ! Tâm Nghiên không giữ được bình tĩnh, xông tới tát vào mặt Phong Vũ, túm lấy cổ áo anh ta, vừa đánh vừa chất vấn, giải tỏa hết những lo lắng mà cả ngày hôm nay chị ấy phải chịu đựng. Ai cho phép anh đưa Lan Vi đi như thế hả? Anh có tư cách gì muốn giành con bé với tôi? Tôi là bố Lan Vi, cô không thể cấm tôi cả đời không gặp con được. Bố sao? Anh không đủ tư cách. Lúc Lan Vi cần bảo vệ anh đã làm gì? Anh đứng về phía Thành Dương bao che cho anh ta, không quan tâm con gái mình gặp nguy hiểm. Nếu anh thương con bé thì nên bảo vệ cho nó. Đằng này anh dửng dưng thua cả người ngoài. Anh không xứng làm bố Lan Vi. Con gái tôi không cần người bố như anh. Chuyện nào ra chuyện đó. Bây giờ tôi muốn bù đắp cho Lan Vi,
tôi sẽ cố gắng sửa đổi. Trước mặt con, cô đừng có nhắc đến cậu ta. Chúng tôi đã chấm dứt rồi. Anh sửa đổi được sao? Anh nhờ người khác mang thai hộ không thành công, mới nhớ đến Lan Vi. Căn bản là anh không bao giờ đặt nó vào vị trí quan trọng, lúc cần mới nhớ tới nó. Bố mẹ đừng cãi nhau nữa mà. Lan Vi sợ xanh mặt, chạy tới ôm chân tôi òa khóc. Tâm Nghiên và Phong Vũ đồng loạt sững sờ im lặng. Tâm lý của trẻ con rất dễ bị ảnh hưởng. Bố mẹ cãi nhau quyết liệt như vậy, người tổn thương nhất là con bé. Lan Vi, mẹ xin lỗi, mẹ... Con bé không cho Tâm Nghiên chạm vào người, vẻ mặt bối rối khó xử khi thấy con gái xa lánh mình, thật sự rất đau lòng. Tôi nắm tay Lan Vi dỗ dành. Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút nhé. Từng giọt nước mắt to tròn thi nhau rơi xuống theo cái gật đầu của Lan Vi. Tâm Nghiên không đi theo, nhờ tôi dỗ con bé giùm. Tôi để ý thấy nó đang ở cùng với Phong Vũ, vẽ một bức tranh gia đình có 3 thành viên. Con bé khao khát một gia đình hoàn chỉnh. Nó sẽ thất vọng đến nhường nào với những lời vạch trần vừa rồi của mẹ nó. Sao em lại ở đây? Bố bảo muốn vẽ một bức tranh tặng mẹ, tạo cho mẹ bất ngờ. Cô giáo nói em được một người nào đó đón đi. Mẹ em lo lắng chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm em đấy, mẹ rất lo cho em. Con bé khóc nấc thành tiếng trông rất tội. Em không biết, bố nói xin phép mẹ rồi nên em mới đi. Bố không thương em không muốn đi với bố nữa, em muốn về nhà. Lan Vi à, bố mẹ đều thương em, nhưng mỗi người có một cách yêu thương và cách bày tỏ tình cảm khác nhau. Ai cũng muốn em được sống vui vẻ. Em ở với mẹ, nhưng thỉnh thoảng vẫn được gặp bố. Em vẫn có một gia đình hoàn chỉnh mà. Bố có gia đình mới sẽ quên em thôi. Tôi có một người bố từng rất yêu thương mình, nhưng đùng một cái ông ấy trở mặt hắt hủi tôi. Cảm giác đó giống như một bước từ trên cao rơi xuống. Chẳng ai dám đảm bảo một người có thể không thay đổi. Tôi không dám thay Phong Vũ hứa hẹn điều gì với Lan Vi. Con bé khóc không ngừng, cho đến khi Khải Phú tới. Anh cõng Lan Vi đi dạo quanh đây. Khu này được xây dựng để cho khách thuê nghỉ dưỡng nên khá yên tĩnh. Con khóc không mệt sao? Khải Phú cõng Lan Vi đi trước, tôi đi theo sau. Nghe anh dỗ con bé cũng buồn cười. Bà ngoại làm há cảo tôm thịt ở nhà rất nhiều. Con không về nên cậu định đem cho đồng nghiệp hết. Không được, con về, cậu không được cho. Lần sau, dù là người quen hay người lạ, muốn dẫn con đi đâu, phải gọi cho mẹ hoặc cậu rồi mới được đi theo, nhớ chưa? Con nhớ rồi. Cậu đưa con về ăn há cảo đi, con đói bụng. Con hết khóc rồi thì cậu đưa về. Con bé thút thít một lát rồi nín khóc. Chiều lấy đồ ăn gia dụ của Khải Phú rất có hiệu quả. Tâm Nghiên và Phong Vũ đã nói chuyện riêng với nhau. Cả hai đều có những thiếu sót. Vì con gái, Tâm Nghiên chấp nhận điều kiện một tuần để con bé gặp bố một lần. Đổi lại, Phong Vũ hứa làm tròn trách nhiệm của một người bố, không được tự ý đưa Lan Vi đi đâu khi không có sự cho phép của Tâm Nghiên. Nếu sau này anh ta có gia đình, không được để Lan Vi chịu bất kỳ ảnh hưởng gì mà gia đình anh ta mang lại. Chúng tôi cùng về thành phố. Chưa kết hôn, nhưng Khải Phú đã bắt Lan Vi phải sửa cách xưng hô. Con bé gọi chị đã quen, giờ gọi mợ tự dưng nghe chững chạc hẳn. Có hẹn với Đình Lân và Tuệ Anh vào cuối tuần, nên Khải Phú đang ốm cũng giấu tôi đi biển. Lúc nhận phòng thấy anh có vẻ uể oải, tôi gặng hỏi Khải Phú mới nói tối qua anh sốt. Đình Lân và Tuệ Anh mới đúng nghĩa đi du lịch, vừa tới nơi đã có ảnh, còn tôi thì ngắm tạm 4 bức tường chăm Khải Phú ốm. Anh thấy sao rồi, đầu còn choáng nữa không? Khải Phú uống thuốc, ngủ một giấc mê man 2 tiếng đồng hồ cũng ló mặt ra khỏi giường. Anh đỡ hơn rồi, đưa em đi chơi, nhưng chưa gì đã lan ra ốm, em không giận chứ? Em chưa hỏi tội anh đấy, không khỏe lại còn lái xe, để Đình Lân lái cũng được mà. Khải Phú ngồi xuống cầm điện thoại của tôi lên xem đánh trống lảng. Giờ này Đình Lân và Tuệ Anh chắc đi tắm biển rồi, em muốn đi không? Tuệ Anh nói khi nào đi sẽ nhắn tin cho em. Em mới nhắn rồi này, em thay quần áo đi. Anh cũng đi à? Ừ. Vali quần áo của tôi, Khải Phú đem treo hết trong tủ. Đi 2 ngày nhưng háo hức chụp ảnh giống Tuệ Anh, nên tôi đem rất nhiều váy. Khu du lịch có bãi tắm riêng dành cho du khách, cuối tuần nên rất đông. Tuệ Anh mặc bộ bikini màu vàng chanh đang nghịch cát. Đình Lân cầm điện thoại chụp rất chuyên nghiệp, nhìn lại mình tôi không nhịn được thở dài. Anh thấy có ai đi tắm biển mặc đồ như em không? Sao? Anh thấy vẫn bình thường mà. Không có chỗ nào bình thường hết. Chị Yên! Những cô gái khác mặc đồ tắm khoe dáng rất đẹp. Tôi cũng không tới nỗi nào, nhưng khoác thêm áo sơ mi ngoài của Khải Phú, che hết đường cong cơ thể. Anh ngắm người khác thì được, nhưng người khác ngắm tôi thì không. Đó là khái niệm mới của Khải Phú. Chị không tắm ạ? Có chứ, em chụp được ảnh đẹp rồi à? Chị xem thành quả chiều nay của bọn em này. Đình Lân chụp cho bạn gái rất đẹp, còn chụp cho tôi như 2 người khác nhau. Rõ ràng là thiên vị.
Hiếm có người bạn trai nào như Khải Phú, anh có thể chụp được tất cả những khoảnh khắc xấu nhất của tôi và được cái nhiệt tình không cần thiết. Đình Lân biết chụp thật đấy, góc này bắt sáng rất tốt. Anh chụp cho em cũng giống như vậy. Hai mắt Tuệ Anh sáng lên dè dặt hỏi. Anh có thể chụp cho bọn em một tấm được không ạ? Được chứ. Tôi cười gượng đưa điện thoại cho Khải Phú. Đình Lân và Tuệ Anh vui vẻ tạo dáng. Chưa cần xem tôi cũng đoán được thành quả. Đứng qua một bên chờ Đình Lân ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nhưng Khải Phú chụp đẹp quá nên nó cười không nổi. Tuệ Anh gượng gạo cảm ơn khen rối rít, không dám nhờ chụp thêm tấm nữa. Chào cô, làm quen được chứ? Không được rồi, chồng tôi rất ghen. Một người đàn ông mặt mũi sáng sủa cũng ưa nhìn, chủ động bắt chuyện với tôi. Bộ quần áo Khải Phú chọn cho tôi không có chỗ nào đẹp, nhưng cũng không tệ, khi đứng một chỗ vẫn thu hút được người khác. Khải Phú đứng bên kia, khoanh tay chờ nghe tôi giới thiệu mới đi lại. Người đàn ông kia ngạc nhiên như gặp được người quen. Ơ, sếp Phú. Nghe nói cậu có hứng thú làm quen với vợ tôi. Anh ta sượng mặt cười giả lả. Anh nghe nhầm rồi, tôi thấy cô gái này nhìn quen quá, định hỏi thăm ấy mà. Đây là vợ anh sao? Phải, đám cưới của chúng tôi sẽ rất vui khi cậu đến tham dự. Tất nhiên rồi, tôi đợi nhận thiệp mừng của anh đấy. Bạn tôi bên kia, tôi đi trước nhé. Ừ. Tôi bắt chước Khải Phú khoanh tay, cười cười nhìn anh hỏi. Anh thấy câu trả lời vừa rồi của em thế nào? Tối nay sẽ thưởng cho em. Thưởng gì cơ? Phải xem có nhận không đã chứ. Chắc chắn em sẽ nhận. Phần thưởng của Khải Phú làm tôi mong đợi đến tối. Sở dĩ tôi háo hức như vậy là vì Khải Phú ngủ, Đình Lân gửi tin nhắn cho anh và tôi đã đọc trộm. Tối nay mọi người sẽ tổ chức gì đó bất ngờ cho tôi. Sinh nhật chưa tới, kỷ niệm mấy tháng quen nhau cũng tổ chức thì quá xến. Tôi không dám mong đợi quá nhiều, sợ thất vọng, nhưng trong lòng vẫn mong sẽ có một màn cầu hôn như trong tưởng tượng. Tắm biển về, Khải Phú dành đi tắm trước, tôi vẫn tỏ ra bình thường như không biết chuyện gì. Tối nay ăn gì hả anh? Em thèm hải sản quá. Em thèm hải sản hả? Anh đi hỏi nhà hàng thực đơn, em tắm xong gọi tụi anh luôn nhé. Vâng. Tôi cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh, rồi áp tai lên cửa nghe lén, tiếng sấy tóc bên ngoài đã dừng. Minh Nhiên đang tắm, em giúp anh xem thử xem còn thiếu gì không, anh thay quần áo xong sẽ tới. Khải Phú đang nói chuyện điện thoại, tôi khéo léo đóng cửa lại hồi hộp nên tắm nhanh hơn bình thường. Chưa biết anh định làm gì, nhưng trước hết phải chọn một bộ váy thật xinh đẹp. Ngày đầu tiên gặp Khải Phú, tôi vừa trải qua sinh nhật 18 tuổi không lâu. Khi đó tôi không nghĩ một ngày chúng tôi sẽ gặp lại nhau và bắt đầu một mối quan hệ tình cảm. Có nhiều điều khó nói trước, cũng giống như lúc theo đuổi Khải Phú, tôi không nghĩ mình vừa trả thù Như Tuyết thành công, vừa chiếm được trái tim của người đàn ông này. Những gì tôi đang có, thứ tôi cảm thấy trân trọng nhất chính là tình cảm của Khải Phú. Không cần vào sinh ra tử, sống chết có nhau. Những lúc tôi cần, anh đều là chỗ dựa cho tôi, vì tôi mà mạo hiểm. Người đàn ông như vậy, không trân trọng giữ lấy sẽ bị người khác cướp mất. Năm 18 tuổi, tôi bị cướp mất khá nhiều thứ quan trọng. Có lẽ ông trời động lòng nên bù đắp Khải Phú cho tôi. Chuẩn bị xong, tôi chưa gọi, Tuệ Anh đã gọi trước. Chị mặc thế này, anh Phú không rung động thì không phải là đàn ông. Em đang làm chị hoài nghi về giới tính của anh ấy đấy. Em nói thật mà, dáng chị rất đẹp, thêm bộ váy này nữa mọi thứ đều hoàn hảo hết. Vài tháng nữa bụng chị to lên rồi, mấy bộ váy này cũng mặc không được. Trong thời gian vài tháng đó, chị vẫn mặc cho anh Phú ngắm được mà. Tuệ Anh nói chuyện câu nào cũng nhắc đến Khải Phú, nhưng người thì không thấy đâu. Tôi đang hiếu kỳ, không biết anh sắp tạo bất ngờ gì cho mình. Nhà hàng ở đây phục vụ món rất đa dạng, có 3 tầng, view đều nhìn ra biển. Không gian tầng dưới thoáng đãng nhộn nhịp, nhưng tầng trên cùng thì không thấy ai. Khóe môi tôi bắt đầu cong lên, dặn lòng nên kiềm nén lại, nhưng khung cảnh trước mắt tôi không thể khống chế được cảm xúc. Tôi thích một màn cầu hôn có sự chứng kiến của nhiều người. Khải Phú không những cho tôi được toại nguyện, mà những người đang có mặt ở đây đều quan trọng với chúng tôi. Chị xinh quá. Sao lại gọi là chị rồi? Con phải gọi bằng mợ chứ. Mợ xinh ạ. Lan Vi cầm chùm bong bóng hình trái tim, nhoẻn miệng cười, lộ ra hai má lúm đáng yêu. Bên cạnh Tâm Nghiên có một người đàn ông mặt mũi tuấn tú lần đầu tiên tôi gặp. Hành trình làm mẹ đơn thân của chị ấy có lẽ sắp kết thúc rồi. Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc, chậm một chút cũng không sao. Đình Lân cười mỉm, cầm điện thoại quay đợi xem phản ứng của tôi. Không chỉ một mình nó mà nhân viên của nhà hàng cũng đang hiếu kỳ. Ánh điện trên tầng 3 đồng loạt tắt, chỉ giữ lại duy nhất ánh sáng nơi tôi đang đứng. Khải Phú cũng lắm trò, nãy giờ tôi chưa nhìn thấy anh. Bên tai âm nhạc du dương cất lên, tôi ngửi được lẫn trong mùi thơm của nến có hương hoa hồng. Khi đứng giữa trung tâm ánh sáng, người khác nhìn thấy tất thảy cảm xúc của tôi, nhưng tôi thì không nhìn thấy gì, cho đến khi mùi bạc hà mát lạnh len lỏi vào trong mũi tôi.
tôi mới cảm nhận được sự xuất hiện của Khải Phú. Trong nháy mắt, phía đối diện có người giành vị trí trung tâm với tôi. Ánh sáng phủ lên thân hình cao ráo đẹp đẽ. Tôi từng nhìn thấy Khải Phú cười, nhưng nụ cười lúc này rất đặc biệt, có thể nhận ra anh đang khẩn trương. Minh Yên. Tự dưng Khải Phú nghiêm túc, làm tôi cũng căng thẳng theo. Tình huống lúc này tôi chưa tưởng tượng tới. Khoảng cách chạm đến anh vừa bằng một bước chân. Một bước đó đại diện cho rất nhiều điều. Em nói sau này là anh theo đuổi em, nhưng anh có thể rút ngắn thời gian theo đuổi được không Minh Yên? Anh muốn chúng ta kết hôn trước hẹn hò sau à? Khải Phú cười trừ gật đầu. Những gì có thể cho em, anh sẽ không keo kiệt. Em muốn anh sửa đổi điều gì anh có thể sửa. Em có quyền can thiệp vào cuộc sống của anh. Bất kể những gì em thích, trong phạm vi làm được, anh sẽ cho em được như ý muốn. Anh cho em nhiều quyền lợi như vậy, không kèm theo điều kiện gì sao? Có điều kiện, nhưng điều kiện này sẽ không để em thiệt thòi. Được, em muốn nghe điều kiện của anh. Cưới anh nhé. Tôi đã nhìn thấy chiếc hộp nhỏ trong túi áo của Khải Phú. Lúc này mới giống như tôi tưởng tượng. Khải Phú khuỵu gối, đưa chiếc nhẫn lấp lánh về phía tôi. Thật sự có chút xúc động, nhưng tôi thấy hạnh phúc nhiều hơn. Điều kiện này quá hời rồi, tôi không cần xem xét lại. Miệng đã muốn đồng ý nhưng vẫn thích trêu Khải Phú. Em thích nhìn vào thực tế cơ, không tin vào những lời hứa hẹn viển vông. Hiện tại anh đã đủ cho em sự tin tưởng, tương lai thế nào phải trải qua mới biết. Em sẽ không ép anh sửa đổi theo những gì em muốn. Thứ em cần là một sự chung thủy đảm bảo, em không chấp nhận phản bội. Anh đảm bảo với em, nếu anh phản bội tình cảm của em, thì anh sẽ ra đi tay trắng. Được, em đồng ý. Có bố mẹ anh ngồi đây làm chứng, tôi không cần sợ Khải Phú lật lọng, đưa tay ra để anh đeo nhẫn vào. Tất cả đèn được bật sáng, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Khải Phú ôm định hôn, nhưng tôi thẹn thùng đẩy ra. Lan Vi nhanh nhảu tụt xuống khỏi ghế chạy tới ôm chân tôi, mong đợi hỏi. Mợ, mợ sắp sinh em bé ạ? Em bé mấy tháng nữa mới chào đời. Là em trai hay gái ạ? Em còn nhỏ quá nên chưa biết cháu ạ. Thế mà cậu bảo là mợ sắp sinh em gái. Lan Vi nói, tôi mới biết Khải Phú thích con gái. Anh kéo ghế cho tôi ngồi cạnh Tuệ Anh. Bữa tối đông đủ, chỉ thiếu vợ chồng dì Trinh. Đình Lân cầm điện thoại quay nãy giờ gửi cho dì ấy xem. Nó gọi điện cố tình nói lớn. Mẹ xem, chị Yên được cầu hôn vui quá, không khép được miệng đây này. Đừng có chọc chị con. Có bố mẹ Khải Phú ở đó không? Con đưa điện thoại cho mẹ nói chuyện với mẹ Khải Phú. Một số chủ đất đồng ý thương lượng, nên dì Trinh và Dượng khá bận. Dự định tối nay sẽ có mặt ở đây, nhưng không sắp xếp kịp. Tâm Nhiên nhìn tôi mỉm cười, giới thiệu nhân vật mới làm tôi tò mò nãy giờ. Đây là anh Trung, bạn học cũ của chị. Chúc mừng hai em nhé. Đám cưới của bọn em mời anh được chứ? Được chứ, em không mời anh cũng tới, chỉ sợ bọn em ngại thôi. Minh Trung là người vui tính, cách anh quan tâm Lan Vi khá tinh tế, không ép con bé phải thích mình ngay. Thấy con bé thích ăn tôm, ngồi bóc vỏ tôm bỏ vào đĩa riêng cho Lan Vi. Bữa tối mọi người vừa ăn vừa nói chuyện tới 8 giờ, chủ yếu nói về đám cưới của chúng tôi. Tâm Nghiên gợi ý nên tổ chức ở đây. Khải Phú đặt thêm phòng cho bố mẹ và Tâm Nghiên, dự định chiều mai mọi người sẽ cùng về. Trước khi đi ngủ, bác gái qua phòng tìm tôi nói chuyện riêng, hỏi tôi có ý kiến hay muốn thay đổi gì về lễ cưới hay không. Khải Phú ở trong phòng đợi tôi, mới đó đã thay quần áo xong chuẩn bị tâm thế đi ngủ. Mẹ nói chuyện gì với em mà lâu thế? Mẹ dặn đừng chiều anh quá, tối nay anh ra sofa ngủ đi. Mặt Khải Phú ngớ ra trưng hửng. Anh đã làm gì đâu? Anh xác định tối nay không làm gì chứ? Chú ý một chút vẫn được mà. Em không biết, mẹ dặn như vậy rồi, anh ngủ tạm một đêm đi. Em không nói mẹ không biết đâu. Như lần trước em cũng đâu nói gì đâu, mẹ vẫn cấm anh đấy thôi. Tôi nói đùa, không ngờ Khải Phú ra sofa ngủ thật. Rửa mặt xong không thấy anh trong phòng. Tối nay được cầu hôn tôi rất vui, nằm trên giường giơ tay ra ngắm nhẫn. Minh Yên, em ngủ chưa? Dáng vẻ nịnh nọt của Khải Phú rất đáng nghi, ôm theo gối đứng ỉu xìu ở cửa. Anh ngủ sofa không quen. Tôi nhích qua một bên chờ nửa giường cho anh. Khải Phú còn chưa đến gần đã ngửi được mùi dầu gội thoang thoảng. Nụ cười ẩn ý của anh quyến rũ tới mức tim tôi ngứa ngáy. Vừa nằm xuống, Khải Phú đã rúc người vào người tôi, hơi nóng âm ỉ chạm vào da thịt, cố ý ra ám hiệu mập mờ. Em đang đợi anh đấy à? Ai đợi anh làm gì? Thật sự không đợi anh sao? Tối nay tôi rất hưng phấn. Khải Phú động chạm vài chỗ liền tìm được điểm yếu của tôi, bờ môi nóng ướt át lang thang dạo chơi khắp nơi, chậm rãi đốt cháy cơ thể tôi. Nụ hôn rời đến thắt lưng, giọng của Khải Phú cũng mềm như nước. Đền cho em gấp đôi nhé, công em cả ngày hôm nay chăm anh ốm. Tôi nắm chặt một góc ga giường, mím môi khó nhọc thở,
tim đập trong lồng ngực như muốn nổ tung. Thân thể tôi mềm nhũn, không chịu nổi kiểu tra tấn này, cả người lung lay như sắp đổ, kích thích mãnh liệt bao lấy thần trí, cơ thể gồng lên chống đỡ khoái cảm từ hạ thân đang lan tràn. Hai chân được Khải Phú cố định giữ chặt, tôi ưỡn ngực thở gấp nói năng lộn xộn. Khải Phú, đừng mà, không cần anh đền. Tiếng rên rỉ quanh quẩn khắp phòng, hạt mầm tình ái được anh gieo trồng đang lớn dần, vươn ra những sợi dây vô hình quấn lấy cơ thể tôi vuốt ve mơn trớn. Trước ngực mướt mát mồ hôi, khoái cảm kéo đến nhiều quá mức khiến tôi bủn rủn tứ chi. Chờ tôi tìm lại lý trí, Khải Phú ghé vào tay tôi khiêu khích hỏi. Không cần anh thật hả? Tôi gần như đã cạn kiệt sức lực, như cơ thể lại có phản ứng quá lớn với Khải Phú. Mọi dao động đang diễn ra ngoài kia chẳng ảnh hưởng gì tới chúng tôi. Tối nay pháo hoa trước mắt tôi nở rộ không biết bao nhiêu lần, trong đầu chỉ có Khải Phú thôi. Trước đám cưới có nhiều thứ cần chuẩn bị, váy cưới Tâm Nghiên dành thiết kế riêng cho tôi. Không có nhiều thời gian, nhưng tâm huyết chị ấy đặt vào bộ váy này rất nhiều. Vụ án hối lộ của bà Thư được đem ra xét xử trước đám cưới của tôi nửa tháng. Khi chưa bị tạm giam, bà ta sang trọng quý phái bao nhiêu, thì lúc ra tòa hốc hác tiểu tụy bấy nhiêu. Như Tuyết cũng đến nhưng che kín mặt ngồi một góc. Cô ta đợi vụ án của Thành Dương xử xong mới sang Hàn Quốc. Mẹ con gặp nhau nhưng Như Tuyết không có phản ứng gì, im lặng theo dõi từ đầu tới cuối. Khi nghe tòa tuyên án, ánh mắt cô ta đau đớn nhìn bóng lưng mẹ mình. Như Tuyết! Bà Thư khóc lóc gọi con gái, đáp lại bà ta là thái độ thờ ơ lạnh nhạt. Như Tuyết là người chịu tổn thương nhiều nhất sau những việc làm xấu xa của bà Thư và Thành Dương. Quãng thời gian còn lại, hai người họ đều trải qua trong tù không thể bù đắp. Điều chúng tôi đang mong đợi là cái kết nào cho thái độ ngông cuồng độc ác của Thành Dương. Luật sư bào chữa cho anh ta không phải Phong Vũ thuê, ngày ra tòa anh ta cũng không có mặt. Thành Dương thất vọng thấy rõ khi không thấy người tình. Trước tòa, anh ta vẫn ngoan cố chối mình không chủ mưu tạt axit cháu gái. Khi người mà anh ta thuê được luật sư cho gọi, Thành Dương mới hết đường chối cãi. Như Tuyết để lộ khuôn mặt bị hủy trước tòa, những người chứng kiến đều ái ngại không dám nhìn. Đối diện với cháu gái của mình, Thành Dương không còn lời nào để nói. Sau cùng anh ta chỉ cúi đầu nói ra hai từ xin lỗi. Như Tuyết kích động không giữ được bình tĩnh, lớn tiếng trước tòa. Xin lỗi là được sao? Tôi không cần. Nếu ai cũng làm người khác sống không bằng chết rồi xin lỗi thì pháp luật tồn tại để làm gì? Luật sư giữ Như Tuyết lại, ai cũng sợ cô ta không kiểm soát được lao tới liều mạng với Thành Dương. Nhân chứng vụ lao xe trên phố gây ra tai nạn của Thành Dương rất đông, ai cũng lên án hành động quá khích gây nguy hiểm này. Phiên tòa tạm hoãn xét xử vì giữa chừng Thành Dương đột ngột bị ngất. Mọi người đều cho rằng anh ta giả vờ, sống chết có số, quả báo không tới sớm thì cũng tới muộn. Trước đám cưới một ngày tôi có gặp Như Tuyết. Thành Dương không phải giả bệnh, anh ta bị suy thận mạn giai đoạn 4. Phong Vũ từng được người tình tặng cho một quả thận, nhưng lúc Thành Dương nằm viện, anh ta lặn mất tăm hơi. Tôi chẳng có thời gian quan tâm tới mấy chuyện này, tâm tư dồn hết vào ngày quan trọng nhất đời của mình. Chị! Sáng mai là đám cưới của tôi, nhưng Đình Lân lại hồi hộp chưa ngủ, giống như đám cưới của nó không bằng. Em chưa ngủ à? Chị ngủ được tài thật đấy. Tìm chị có chuyện gì? Chị sắp chuyển sang nhà mới rồi, nên tìm chị tâm sự thôi. Chị thường xuyên về mà, có phải cưới chồng xa lắm đâu. Chị ở Pháp 5 năm, sao không nghe em nói nhớ? Đình Lân nhìn bộ váy cưới của tôi treo trên giá một hồi lâu nghĩ ngợi. Khi nào em thành công, sẽ cho tụi anh một đám cưới hoành tráng như chị và anh Phú. Hai đứa còn trẻ nhưng đứa nào cũng biết phấn đấu. Bằng tuổi chị, em sẽ có sự nghiệp riêng, chị biết xem tướng số đấy. Chị sắp cưới chồng rồi còn bốc phét, mẹ có cổ hồi môn cho chị thì em cũng có. Tôi tưởng Đình Lân nói chơi, nhưng nó có quả cưới cho tôi thật. Cả tuần nay nó ru rú trong phòng viết cốt. Tôi không có chuyên môn đánh giá về game nên gửi cho Khải Phú. Tạo hình nhân vật trong game cũng tự Đình Lân thiết kế. Món quà này giúp nó được tuyển thẳng vào làm nhân viên chính thức của công ty anh bằng chính thực lực. Mẹ, hôm nay con gái của mẹ kết hôn. Mẹ ở trên trời có thể yên tâm về con được rồi. Con rất hạnh phúc mẹ à, anh ấy rất tốt với con. Ngồi trong phòng trang điểm, tôi cầm tấm ảnh của mẹ, vừa ngắm vừa tự lẩm bẩm một mình. Không biết có người vừa mới vào phòng, Khải Phú chống hai tay lên ghế, nhìn vào tấm ảnh trên tay tôi thì thầm. Em rất giống mẹ hồi trẻ đấy. Ai cũng nói như vậy hết. Nhưng sao anh lại vào đây? Vẫn chưa đến giờ gặp cô dâu đâu. Anh ngắm vợ mình trước, để lát nữa khỏi ngạc nhiên. Dì Trinh có thấy anh vào đây không đấy? Dì ấy... Minh Yên, con gọi Khải Phú hỏi xem nó đang ở đâu. Chú rể sao chạy lung tung thế? Mới nhắc dì Trinh đã xuất hiện,
Khải Phú bối rối buông tôi ra, dì Trinh hối. Sắp đến giờ làm lễ rồi, con mau chuẩn bị đi. Bụng tôi chưa lớn, nên ít ai biết chúng tôi đã có em bé. Từ khâu tổ chức cho đến khách mời tôi không đụng tay tới. Khải Phú sợ tôi lo nghĩ nhiều lại căng thẳng, nên chuyện gì cũng dành làm. Đám cưới tôi, Như Tuyết không đến tham dự. Cô ta gần như ở ẩn cho đến ngày sang Hàn Quốc phẫu thuật mới nhắn tin thông báo với tôi. Tất cả tài sản của bố tôi nhường lại cho Như Tuyết. Công ty đang vượt qua giai đoạn khủng hoảng sau bê bối của bà Thư. Đơn hàng còn nhỏ giọt, nhưng đó là tất cả cố gắng của ban lãnh đạo. Tôi đang dần nhận được sự tin tưởng và tín nhiệm từ mọi người. Dưới sân khấu là bạn bè, người quen và đối tác của hai bên gia đình. Ngày tôi kết hôn không có mẹ chứng kiến, có hơi tủi thân, nhưng dì Trinh như người mẹ thứ hai của tôi đã làm thay mọi thứ. Khải Phú nâng váy cho tôi, chỉnh cho ngay ngắn rồi đứng thẳng lưng mỉm cười. Ngày em đẹp nhất là ngày gả cho anh. Chứ bình thường em không đẹp sao? Đẹp, nhưng không bằng lúc này. Em cũng thấy vậy. Tôi nắm tay Khải Phú cười trừ nhìn xuống sân khấu. Hạnh phúc chính là nhìn thấy những người mình yêu thương đang hướng về phía sân khấu chúc phúc cho chúng tôi. Tình cảm đã bước sang giai đoạn mới. Chúng tôi đã làm bố làm mẹ, phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Lúc đeo nhẫn tôi đã hỏi Khải Phú, anh có hối hận không? Anh kiên định trả lời, trong đầu anh chưa từng nghĩ tới hai từ hối hận. Tôi cũng hy vọng cả hai chúng tôi đều không hối hận khi bó buộc cuộc đời với nhau. Sắp tới em bé sẽ lớn thêm một chút, tôi sẽ hạn chế nhiều thứ, nên tuần trăng mật chúng tôi dành nhiều thời gian ở bên nhau. Tôi thống nhất với Khải Phú, tháng thứ 7 của thai kỳ sẽ đến công ty ít hơn, tập trung dưỡng thai, chờ đón đứa con đầu lòng. Thời gian này, Tuệ Anh sắp đi thi nên ít đến. Hai đứa nó giận nhau chuyện gì đó, tôi hỏi Đình Lân chẳng chịu nói. Tâm Nhiên có ý định đi thêm bước nữa. Minh Trung đồng ý, khi nào Lan Vi chấp nhận thì hai người mới chính thức công khai. Con bé rất hiểu chuyện, ai hay quan tâm đối xử tốt với mình nó sẽ cảm nhận được. Như Tuyết đang trong quá trình tìm lại khuôn mặt trước kia, vết bỏng rất nặng nên sau 3 lần phẫu thuật đau đớn không có thay đổi gì nhiều. Đợt Khải Phú đưa tôi đi Hàn Quốc có gặp Như Tuyết, khi nào không còn xấu xí nữa cô ta mới trở về. Phong Vũ kết hôn sau khi Thành Dương mất được 1 năm, anh ta mất chẳng có ai thương xót. Nghe nói Thành Dương muốn cứu vãn tình cảm với Phong Vũ nên đã dùng bệnh tình của mình ra níu kéo. Anh ta không chữa bệnh, chịu đựng sự giày vò đến lúc rời khỏi thế giới này cũng chẳng nhận được sự thương hại nào từ Phong Vũ. Khi đối phương đã muốn buông tay, họ có thể dứt khoát tới tuyệt tình. Tôi sinh được một bé gái, đúng như mong đợi của Khải Phú, kháu khỉnh, đáng yêu, có hai má lúm giống Lan Vi. Con bé tên là Minh Tuệ, tên do ông nội đặt với mong muốn lớn lên con sẽ thông minh sắc sảo. Cuộc sống hôn nhân khác rất nhiều so với lúc yêu, có mâu thuẫn cãi vã, nhưng chúng tôi biết nhường nhịn, chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tuệ Anh đã đậu đại học, Đình Lân cũng có việc làm ổn định, hai đứa nó tự đặt ra mục tiêu và đang cố gắng biến mục tiêu đó thành hiện thực. Có thể là phải đợi 3-4 năm nữa, chỉ cần có niềm tin vào nhau, mấy năm cũng không thành vấn đề. Khải Phú ao ước có một đứa con gái, anh nói với tôi khi Minh Tuệ chào đời, con bé rất hay cười, cứ quấn lấy ông bà nội ê a khúc khích suốt ngày. Niềm vui nhỏ bé của chúng tôi đang lớn lên từng ngày. Con bé bắt đầu ra nét giống y như Khải Phú. Giữa con gái và bố có một sợi dây liên kết kỳ lạ. Lúc ở bên cạnh con, Khải Phú dịu dàng, nuông chiều con bé, tới Lan Vi cũng ganh tị. Sau 2 năm chờ đợi, Tâm Nhiên cũng kết hôn. Lan Vi có thêm một đứa em trai. Phong Vũ giữ đúng lời hứa, khi có gia đình vẫn sẽ quan tâm tới con gái. Lan Vi có 2 người bố. Tuy Minh Trung không phải là bố ruột, nhưng đối đãi với Lan Vi rất tốt, không thiên vị con chung con riêng. Bức tranh gia đình của chúng tôi đang dần hoàn thiện, ai cũng có cho mình hạnh phúc, chỉ còn Như Tuyết chật vật trong hành trình đầy đau đớn. Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, hận thù giữa tôi và Như Tuyết đã xóa bỏ từ ngày Thành Dương bị bắt. Hy vọng ngày trở về, Như Tuyết sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới, không rực rỡ như cầu vồng, nhưng ít ra cũng tươi sáng hơn. Hãy bình luận câu nói mà bạn yêu thích nhất trong truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!